Hello, mến chào các bạn nha. Hôm nay mình có mua gà các bạn. Thì gà này mình sẽ làm lẩu chua nha các bạn. Ok, giờ mình lấy gà này mình đem lên ha. Đây là nồi nước men các bạn. Mình đang nấu sôi nha. Trong khi mình chờ đợi có gà mình đang rửa nha các bạn. Đây là thịt gà sau khi mình rửa sạch nha, mình chặt ra các bạn. Mình ốp hết rồi các bạn. Thì mình khoảng một hồi là mình để cho thịt thấm xong rồi mình chuẩn bị mình nấu các bạn. Ở đây mình có ớt nè, này nó ngò gai mình sắc nhuyễn các bạn. Còn đây là ngò gai cộng ha, dưới này là bắp cải nha. Ok, giờ mình chờ thịt của mình thấm ha các bạn. Thịt gà sau khi thấm thì mình bắt lên mình xào sơ các bạn. Còn thơm các bạn, nó thơm mùi xả các bạn. Gà này á, gà muối pha ngọt các bạn, bảo đảm ngon. Rồi, ok các bạn, chín rồi các bạn. Đó, giờ mình đổ qua cái lẩu nhỏ nha. Đó. Rồi xong rồi cái mình chờ nước súp nha các bạn. Rồi. Rồi. Bắp cải nha bạn. Rồi, đổ nước vô các bạn. Wow, đảo quá các bạn ơi. Đó, thì mình đổ cái nước chua này xong rồi mình sẽ bắt lò. Chờ khi nào nó sôi là mình chuẩn bị ăn được các bạn. Sau khi mình chế nước súp vô cái lẩu của mình thì mình bắt lên nồi ga các bạn. Mình dặn lửa lớn lên nha, chờ nó sôi lên là mình ăn được các bạn. Các bạn, mình sau khi đã nung nóng một hồi thì cái lẩu chua của mình nó đã sôi rồi các bạn. Giờ mình bỏ thêm ngò gai các bạn. Ngò gai sắc cộng với ngò gai sắc nhuyễn nha. Rồi ớt nha các bạn. Cái này là lẩu chua nha các bạn. Bảo đảm các bạn là ngon nha. Lẩu gà chua. Và các bạn thấy không? Đó. Nóng hổi gì thổi gì ăn luôn thấy không? Này các bạn, đây là lẩu gà chua đã chín hoàn toàn các bạn. Giờ mình múc ra nha. Wow, thấy ngon các bạn ơi. Nè các bạn thấy không? Đó, có thịt gà, lẩu chua, bắp cải các bạn. Ok, đến đây mình xin tạm dừng video của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Anh em ủng hộ đăng ký kênh nha, tất cả mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.